vị khán giả cùng theo dõi lời tuyên bố của ông Hồ Anh Tuấn trước cửa tiệm Hitech vào tối hôm qua về các quyết định của Ủy ban Bảo vệ Chính nghĩa cũng như là dự tính của Ủy ban trong những ngày sắp tới như thế nào. Mời quý vị khán giả cùng theo dõi với phóng sự đặc biệt của Radio Bosa San Jose VN Houston sau đây. Kính thưa quý vị, ban tổ chức cuộc biểu tình sắp sửa mở cuộc họp báo ngay tại chỗ biểu tình. Chúng tôi nhận thấy sự hiện diện của rất đông các cơ quan truyền thông của Hoa Kỳ cũng như là các nhật báo tại trong vùng như là Orange County Register, tờ báo Time. Và hiện bây giờ thì chúng tôi nhận thấy nơi đây có sự hiện diện của anh Hồ Anh Tuấn, là Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Chính nghĩa Quốc gia. Thưa tôi xin thay mặt cho đài phát thanh Radio Bosa, câu hỏi là có phải là lời của anh Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Chính nghĩa Quốc gia Hồ Anh Tuấn vừa mới tuyên bố có nghĩa rằng là chúng ta sẽ dẹp sạch cái chỗ này và clear cái chỗ này để cho tên Trần Trường trở lại tiệm hay không, kính thưa quý vị? Dạ, thưa đài Radio Bosa, chúng ta không có clean up chỗ này. Tất cả những biểu tượng chúng ta vẫn gìn giữ và nói lên cái quyền phát biểu của chúng ta. Và chúng ta chừa cái tay quốc để tên Trần Trường có thể dặm mặt bác và đi vào ở trong đó. Chúng ta không truy cản tên Trần Trường. Chúng ta vẫn tiếp tục giữ cái tiền đồng chống cộng này. Đó là lời tuyên bố của ông Hồ Anh Tuấn, thưa quý vị khán giả, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Chính nghĩa Quốc gia. Một lần nữa, thưa quý vị, như bản tin của Radio Bosa San Jose đã loan, là cuộc biểu tình của đồng bào của chúng ta tại miền Nam California vẫn còn tiếp tục trước cơ sở hai sách của Trần Văn Trường. Thoát cùng vài nghìn năm,
quan trọng đối với lại thế giới, vì thế nên chúng tôi xin quý vị chia sẻ cùng với chúng tôi trong lúc này. Bây giờ là giáo sư Đoàn Viết Hoạt, nhà ly khai nổi tiếng của chúng ta từ Michigan. Từ Michigan, các quý vị đang ở đầu dây điện thoại, và ông Trần Minh Công sẽ chuyển thông điệp của giáo sư Đoàn Viết Hoạt đến đồng bào của chúng ta tại Nam California. The most famous Vietnamese dissident from Michigan will send a message to all of the Vietnamese community in California. Kính thưa quý vị, chúng tôi có giáo sư Đoàn Viết Hoạt hiện đang ở Hoa Tình Đốn. Giáo sư Hoạt đã từng thức để theo dõi buổi biểu tình của chúng ta hôm nay ở đây cũng như các đồng bào khác tại thủ đô Hoa Tình Đốn. Giáo sư Hoạt, xin anh giáo sư Hoạt nói và tôi sẽ chuyển lời lại với đồng bào vì cái điện thoại nghe trực tiếp không được. Xin quý vị làm ơn im lặng để cho chúng tôi được chuyển cái mạng. Giáo sư Đoàn Viết Hoạt, trước hết xin gửi lời chào tất cả đồng bào tại Nam California đang tham dự buổi biểu tình đêm nay. Xin quý vị im lặng. Giáo sư Hoạt nói tiếp và hiện bây giờ ở Washington DC là 1 giờ sáng và giáo sư Hoạt ước mong có thể đến đây để tham dự cuộc biểu tình đêm nay với chúng ta. Giáo sư Hoạt có một cái yêu cầu đặc biệt là chúng ta giữ bình tĩnh, đừng để cho có xô sát với cảnh sát như các tiểu bang khác và đặc biệt tại Hoa Tình Đốn đã nhìn thấy trong TV trong mấy ngày vừa qua. A special request from Dr. Hoạt to the Vietnamese community, do not use violence as the world will see it through all of the news channel in around the world. Giáo sư Hoạt đồng ý
là sẽ tiếp tay với ban tổ chức và chúng ta dưới này để tung ra các cái tài liệu tố cáo Hồ Chí Minh trước dư luận quốc tế, và cũng để thông báo cho quý vị biết là giáo sư Đoàn Viết Hoạt vừa đi một chuyến tại Âu Châu, ông đang sang Pháp, sang Đức và sang các xứ Đông Âu, và đã được tiếp đón rất thân thiện, và đã là dịp để ông trình bày các vấn đề vi phạm nhân quyền và đòi hỏi cho tự do dân chủ tại Việt Nam. Dr. Hoạt would like to share all of his information about Hồ Chí Minh and his crime to the world and to the Vietnamese community and to the world. And he has just finished come back from Europe to meet with a lot of the leaders of all the nations in Europe. Giáo sư Hoạt mong là cộng đồng Nam California sẽ cử người lên để cùng giáo sư Hoạt vào trong quốc hội và tòa bạch ốc để trình bày vấn đề một lần nữa. He wished to have the Vietnamese community in Southern California to come up to Washington D.C. and come into the White House, and with him we can tell the world about the crime of the communists. Giáo sư Hoạt trước khi dứt lời xin kính chúc đồng bào miền Nam Cali thành công trong công cuộc đấu tranh, và giáo sư Hoạt hứa sẵn sàng tiếp tay và là đồng chí của chúng ta trong công cuộc đấu tranh sắp tới. Vâng, và giáo sư he wish to be here to share with everybody. Thưa quý vị, giáo sư Đoàn Viết Hoạt từ Hoa Thịnh đến. Cảm ơn anh Hoạt, anh đang theo bây giờ đồng bào rồi chứ phải không? Vâng, bây giờ xin tất cả đồng bào chúng ta một lần nữa gửi lại thông điệp cho giáo sư Hoạt. Freedom! Cảm ơn giáo sư Hoạt và kính chúc anh một đêm an lành trong khi chúng tôi tiếp tục đêm hôm nay cho đến sáng mai. Thân tuyền xin rất là hoan hô tinh thần chiến đấu, tinh thần quyết tâm đoàn kết của quý vị, và một lần nữa thân tuyền xin gửi lời rất là tri ân và cảm ơn sự quyết lòng của quý vị, quyết tâm giữ màu cờ ba sọc đỏ ngày hôm nay, lá cờ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ngàn đời. Anh nhớ mơ tình nước tình quê ngào nghễ đời trai dệt nét ngoài sông, dân tộc cùng sinh tồn để ngàn đời vinh danh. Gương anh hùng trai thế hệ nguyện một lòng danh gia non. Và tôi xin giới thiệu Vũ Hùng có mấy vần thơ đặc biệt là nói với Trần Trường. Tớ với cậu chẳng hề thân thiết, cũng chẳng hề quen biết cùng nhau, nhưng cùng dòng máu da màu, cùng chung lý tưởng đối đầu cộng nô. Thế mà cậu tung hô cờ máu, lại còn mang hình cáo treo lên, tội đồ sắc máu ngồi trên, xéo bao tang tóc ưu phiền khắp nơi. Tớ muốn nói đôi lời cùng cậu, hãy bình tâm hiểu thấu sâu xa. Mậu Thân 68 diễn ra, bao nhiêu người chết, nhà nhà tan hoang. Xác của mẹ máu loang thấm đất, bên xác con uất oan kiên, đầu rơi máu đổ triền miên, bao người lính chiến chuẩn chuyên chẳng màng. Tớ hỏi cậu ai mang tội đó, chính là hồ đầu xó còn ai. Tội này rồi sẽ đến tai, Ngọc Hoàng cho hắn đầu thai kiếp bò. Tớ khuyên cậu hãy lo từ giá, tên cáo ta bán nước hại dân, trở về đừng có phân vân, hồn thiêng sông núi nghĩa ân đáp đền. Luôn luôn người sát bên cùng tiến, chiều tấm lòng tuyên chiến cộng nô, cùng nhau xây dựng cơ đồ tự do hạnh phúc ấm no muôn người. Cảm ơn tất cả quý vị. Thưa quý vị, chúng tôi vừa nhận thấy có sự có mặt của nữ ca sĩ Tracy Phương Trinh. Chúng tôi nhìn thấy có sự có mặt của rất nhiều các nghệ sĩ khác, nhưng bây giờ xin mời anh Vũ Khanh lên sân khấu. Thưa quý vị khán giả, nam danh ca Vũ Khanh. Chúng tôi vừa nhận thấy có sự có mặt của nam ca sĩ Quốc Việt. Chúng tôi đến. Chúng tôi xin thân ái kính chào tất cả các quý vị và tất cả các anh chị. Thưa quý vị, trong đêm nay, Vũ Khanh xin được chia sẻ một phần bé nhỏ của mình qua nhạc phẩm Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây. Mẹ ơi, giờ đây sao mẹ khóc, hai vai gầy run rẩy nát tâm can. Lòng mẹ đó thương xót cánh lòng than, xót xa nghèo phương bắc chiến phương nam. Nhưng mẹ ơi mẹ đừng than khóc nữa, vì chúng con tuổi trẻ vẫn còn đây. Chúng con nguyện cùng ra sức đắp xây trong tự do ấm no. Nhưng mẹ ơi mẹ đừng than khóc nữa, vì chúng con hàng triệu người còn đây. Chúng con nguyện cùng ra sức đắp xây, chúng con nguyện đi dựng lại quê hương. Mẹ Việt Nam ơi, xin quý vị hát Mẹ Việt Nam ơi. Mẹ Việt Nam ơi, còn đây. Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây. Không phản bội dòng sữa thơm nuôi dưỡng, chúng con nguyện đi dựng lại quê hương. Mẹ Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam.
Xin cảm ơn quý vị. Quá đã, quá đã. Việt Nam Cộng Hòa, Việt Nam, Việt Nam. Đã đâu, Cộng sản, đã đâu. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là Nam Cộng Hòa, Vũ Khanh. Đã chưa, đã chưa, đã chưa. Ca sĩ rất là nổi tiếng đang có mặt ở đây để cùng chia sẻ cùng với quý vị, nam ca sĩ Mạnh Đình. Ai ra đi mà không từng tìm riêng, xa người yêu mà rơi mấy ai vui. Em nhìn theo bằng nước mắt đôi môi. Tôi mạnh bước mà nghe hồn nhỏ này anh lính chiến người bạn ta binh mẹ tôi tắm xương cùng đêm nghe đạn pháo rơi thật buồn anh rót cho khéo nhé kéo lầm vào nhà tôi Bắc vô đây, bàn tay như máu đồng bào. Giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay như máu anh em. Hận thù đó cất cao trong lòng người. Hận thù đó khắc sâu trong lòng tôi, lòng anh. Giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay chứng tích hận thù. Giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay giết đeo phôi tay. Giặc thù đó giặc thù đó bạo tàn, giặc thù đó giết hại dân lành đốt phá quê hương. Tôi vùng chỉ thiên an lòng, vùng tam biên lửa máu từ vực sâu hận thù. Dòng máu đỏ da vàng trên đất nghèo nàn đã đổ vì ai? Vì giặc thù đốt phá quê hương ta, vì giặc thù bắt giết đồng bào ta. Vì giặc thù còn đó, vì giặc thù còn đó. Anh em ơi vùng lên dưới bao tan, anh em ơi vùng lên dưới sông lan. Anh em ơi nếu có còn ta mới còn, còn tự do là còn thương nó. Bàn tay như máu đồng bào, giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay như máu anh em. Hận thù đó cất cao trong lòng người, hận thù đó khắc sâu trong lòng tôi, lòng anh. Giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay chứng tích hận thù. Giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay giết chóc phôi tanh. Giặc thù đó xâm lăng, giặc thù đó bạo tàn, giặc thù đó giết hại dân lành đốt phá quê hương. Tôi vùng chỉ thiên an lọc, vùng tam biên lửa máu từ vực sâu hận thù. Dòng máu đỏ da vàng trên đất nghèo nàn đã đổ vì ai? Vì giặc thù đốt phá quê hương ta, vì giặc thù bắt giết đồng bào ta. Vì giặc thù còn đó, vì giặc thù còn đó. Anh em ơi vùng lên dưới bao tan, anh em ơi vùng lên dưới sông lan. Anh em ơi nước cũ còn ta mới còn, còn tự do là. Còn.
còn cơm no. I took off, went that way. Guess what? It's wall-to-wall people. There's got to be at least 30,000 here. Let me translate. Các cô nữ tiến tôi ở những nơi còn thứ này những người đã đầy nghẹt và có ít nhất là 30,000 người đang ở đây. So let's just stay together as one, united as one. Và hãy đoàn kết lại như một và chỉ là một mà thôi. And I want to invite all the other Americans to come out here and join me and my brothers. Like I said, united we stand, divided we fall. We're number one. Tiếp nối chương trình văn nghệ, chúng tôi xin giới thiệu quý vị một anh Nguyễn Trường là bên kêu gọi của đài Văn nghệ Trần Thanh. Và tính cho tới sáng ngày hôm nay, chúng tôi đã được đồng bào mang chiếc tới đài Văn nghệ Trần Thanh đóng góp của ủy ban bảo vệ quốc gia lên tới hơn 28,000 đồng. Hãy nhớ là chúng ta cùng đoàn kết cho lá cờ này. If we become a monster and start fighting and arguing, nếu chúng ta phải cãi nhau thì họ sẽ chiến thắng. Tron wins, but we stand together in a peaceful, law-abiding way. We win. Nếu chúng ta đoàn kết và tôn trọng luật pháp, chúng ta sẽ chiến thắng. Come on, go home! Come on, go home! Come on, go home! Kính thưa quý vị, chúng tôi xin giới thiệu quý vị một người nữ, một người mà là cứu động viên hàng đầu qua hải ngoại. Chúng tôi xin giới thiệu quý vị, nữ giáo viên Vĩnh Phương. Xin cảm ơn các vị đại diện cho Việt Nam Veterans. Chúng tôi vừa được tin là đài số 9 vừa loan báo số người đang tham dự và có mặt ở đây đã lên tới 40,000 người. Xin chào trên trời của tất cả các đài trên hình các người trực thăng để làm phóng sự vào lúc 11 giờ tối hôm nay. Chúng ta còn rất là dài, chúng ta còn chút xíu. Xin kính chào đồng bào. Đây để bày tỏ sự đoàn kết với đồng bào, và tôi tin cũng như tôi hy vọng rằng cái tình đoàn kết này sẽ đưa chúng ta tới chiến thắng. Và kính thưa quý vị, sau đây chúng tôi sẽ được hát bài Việt Nam, Việt Nam.
vị giơ cao một cờ quốc gia, chiến hiệu quốc gia lên. Lá cờ máu cộng sản, chúng tôi không chấp nhận Hồ Chí Minh, và chúng tôi lên đây để yểm trợ tinh thần của tất cả quy đồng hương tại Orange County. Trong vinh quang đèn công lao bao bao giờ hùng anh nhau lên bên nhau và cùng sát vai bên nhau để quyền quyết vung tay nhau quyết đấu tranh đến khi nào đạt thành máu hương vẫn nước trong tay ta là quyền của quân dân ta tình đoàn kết quê hương ta trăm năm đều như đã nên dân hà quyết chiến để quyết chiến quyết chiến quyết không cần hòa bình đem đôi trang lên hiện
Cộng sản Việt Nam dùng tay sai trần trường treo cờ Việt Cộng và hình Hồ Chí Minh tại Little Sài Gòn đã là một hành động thách thức người Việt quốc gia tại hải ngoại. Sự kiện này đã khiến chúng ta cực lực phản đối và khí thế đấu tranh của chúng ta đã càng ngày càng dâng cao trong suốt tháng qua. Thật ra, cá nhân Trần Trường không có gì quan trọng, nhưng hành động của Trần Trường đã khơi dậy vết thương đau đớn của toàn thể những nạn nhân của Cộng sản. Tuy nhiên, đây không phải lúc chúng ta chỉ đau đớn vì vết thương này. Vấn đề là chúng ta nhìn thấy những nỗi khổ hiện tại của đồng bào chúng ta tại quê nhà. Bao lâu chế độ Cộng sản còn tồn tại trên đất nước của ta, chúng ta? Bấy lâu đồng bào ta còn bị nghèo đói, trẻ em chúng ta còn thất học, và nhân quyền của dân tộc chúng ta còn bị chà đạp. Chúng ta phải hòa mong manh, không cần phải người thắng hòa cách gì. Bay cờ bay hoài hùng trên thành phố thân yêu, vừa chiếm lại đêm qua bằng máu. Cờ bay cùng chơi ta về với quê hương, từng dòng đời quân ta tiến về. Ta ôm nhau mắt lệ ngàn ngào quỳ hôn đất thân yêu, hoàng chị ơi chào quê hương bài phong. Ôi xin đôi này mẹ này em vui hôm nay, qua đêm đêm tìm thấy ánh mặt trời. Đi lên trên hoang tàn ta xây dựng ngày mai. Nhà vươn lên, người vươn lên, quân bên dân xây tình yêu đời mới. Đón nhau về, anh đưa em về Gia Linh, Cam Lộ, Đông Hà. Sạch bóng thù đồng ta xanh, quân dân vui vàng cao hát tự do. Đã là Cộng sản! Đã là Cộng sản! Đã là Cộng sản! Ta thể chết chứ không hề lùi, quyết không hề phản bội quê hương. Ta thể chết chứ không hề lùi, quyết không hề phản bội quê hương. Ta thể chết chứ không hề lùi, quyết không hề phản bội quê hương. Ta thể chết chứ không hề lùi, quyết không hề phản bội quê hương. Nhưng không ngồi, chúng ta thành
một đoàn người hiên ngang trên bàn trông hát cười đua vang vang. Còn Việt Nam thiệu con tiên lại còn thiệu cuối thiệu hồn. Ta cùng cho con ta chọn quốc dân làm người hay hoàng phải chọn người thân nào. Làm người yêu tham kiểm mong đầy của thế gian. Thấy ai dùng thơm nói dạy người dân viên. Nhắc ta ngày đi từng đêm.
And I would like to introduce to you, ladies and gentlemen, my good friend Norman Fernstein. Senator who's been coming here for many, many visits, and he's here again tonight, State Senator from the 34th District, Mr. Joe Dunn. The world hear our voice right from the start. Freedom! 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 I truly wish you could all see the sight from here. It's incredible. Nhìn thấy từ phía nơi tôi đang đứng ở đây là một việc hết sức là vĩ đại. I have a few messages tonight. We love you. We love you. Tôi có một thông điệp để gửi đến cho quý vị. The first one is all to all the young people that are out here tonight. Thông điệp thứ nhất cho tất cả các bạn trẻ đang có mặt ở đây tối hôm nay.
There comes a time in your life where you probably will discover that you have to make a decision. Trước mặt cùng toàn thể đồng hương, chúng tôi và ông Trần Ngọc Thăng sẽ cùng bắt tay nhau. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi đang chờ đợi những giây phút kế tiếp thì là ông Trần Ngọc Thăng và ông Đỗ Trọng Đức sẽ có vài lời với lại mọi người. Mọi người rất là mừng rỡ mà mọi người nghĩa là gương mặt rất là hân hoan. Tắt cánh để tiêu diệt quân thù. Kẻ thù chung của chúng ta là Cộng sản và chúng ta tắt cánh cùng nhau tiêu diệt Cộng sản. Nam Mô A Di Đà Phật, vậy là thành công đó. Nam Mô A Di Đà Phật. Lắng tiếng nghe hình dáng người anh hùng lạnh lùng theo trầm dùng trên cung đồi hoang in trong chiều buông gió biên khu trong một chiều sương âm u âm thầm chen khói mù bao oan khiên đang về đây với gió hú là hồn người Nam nhớ tù đi ra đi đã quyết chi đôi căm hờn muốn lời thiêng còn vang hồn quật cường nguyện mang đến phút chiến thắng dầu tận đời lấp ta thương anh linh đã bao lần đầy máu con sát say khành thời gian luôn vô tình dừng chậm phải sẵn khắp hoang tàn cảnh hơi người chiến sĩ vô danh cho đồng bào chúng ta trong nước
để đồng bào chúng ta không đau buồn, không tủi nhục vì chúng ta đã quên họ. Mục tiêu thứ hai chúng ta cần phải đạt được là cái ngọn lửa đấu tranh khắp toàn cầu. Khi tất cả mọi người Việt Nam, khắp các tiểu bang và toàn nước Mỹ nhìn thấy những hình ảnh đồng bào trên đài CNN, họ đã gọi về Ủy ban Bảo vệ Chính nghĩa với tất cả những nghẹn ngào và những giọt nước mắt. Hai công việc đó chúng ta đã làm được, và đồng thời chúng ta cũng đã gửi đến cho chính quyền thị xã một cái thông điệp: cộng đồng Việt Nam hiền hòa, nhưng mà cộng đồng Việt Nam không thiếu cương quyết. Đó là hình ảnh trên 30-40 ngàn người đã đến, đã ngồi đây, đã hát cho quê hương Việt Nam và đã biểu lộ cái thái độ chính trị của mình, và đồng thời đã nói lên cái nền văn hóa của dân tộc là một dân tộc có lịch sử, có văn hóa và có kỷ luật. Tất cả những gì mà cộng sản đương đầy đọa dân tộc chúng ta 24 năm trên đất nước chúng ta sẽ sụp đổ, bởi vì cái quy luật đã cho chúng ta biết rằng những gì bạo ngược, phi nghĩa là trái với lòng dân, nghịch với ý trời, đó là nguyên tắc và quy luật. Tôi trân trọng gửi lời chào đến quý đồng bào, và đồng thời mong rằng trong đêm hôm nay quý bạn trẻ sẽ đốt được ngọn đó để mà làm sao soi sáng tâm hồn cho tất cả mọi người cùng có một hướng vọng chung là nghĩ về quê hương của mình và quyết tâm để trở về trên quê hương của mình, để xây dựng quê hương của mình. Thành thật cảm ơn đồng bào. Xin cảm ơn anh Hồ Anh Tuấn. Những trái tim cùng dòng máu.